Như hồi sáng cô nghe thầy giáo dục chia sẻ là mình nên ra nước ngoài sống, thì như là Oscar cũng có định hướng là ra nước ngoài thẳng luôn không, hay là chỉ ra học rồi về? Xong rồi lập gia đình cái đấy, họ gửi bên đấy xong rồi chỉ mỗi về nhà xác và về Việt Nam thôi. Trường đó tên là gì? Tokyo Men. Rồi sau khi con học xong thì ước mơ